Chào các bạn, hiện tại là khoảng 1 giờ trưa ngày 11 tháng 1 2024. Sáng hôm nay chúng ta đi chợ Bà Hoa ha, chợ miền Trung. Bây giờ là chúng ta sẽ có một số món ăn. Đầu tiên đó chính là lá mã đề. Mình là nấu tôm khô, nhà mình chỉ sữa tôm khô các bạn. Dím Ok, dùm bước. Đây là khoai lang nè, rau lang đó, lộn. Rau lang. Ngọt, ngon. Đây là mực xào Mực với dưa leo với lại cà chua, này ngon mực luôn. ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu rồi sáng anh đó mua. Mực ngon. Bên ngoài đang làm công trình nha, hơi ồn xíu. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là cái phần hộp vịt này các bạn. Mình mua ngay gần chợ Sớm Củi, cô này có bán. Trời ơi, cái trứng ngon quá trời không nè. Đó. Nhưng mà cái luộc này hôm nay là mình cũng vừa tới. Đúng rồi. Ngon. Hôm qua cũng ngon luôn. Hôm qua cũng ngon nhưng mà hôm qua thì nó hơi chín chút. Dạ, mà cô này có bán rất là ngon. Nếu thực sự là mình rảnh rảnh đó, mình ra chỗ mình cái cổ bán mình quay ngon thiệt luôn. Hôm qua dặn 6 trứng, tất cả 6 trứng thì như vậy nè. Rồi thôi ăn cơm đó, cơm chưa đơn giản vậy thôi. Ngon quá. Ở đây là mắm ruốc nữa, bông quỳnh nè, còn miếng thịt là hôm qua nè. Ôi làm ồn vô, 1 giờ trưa cho nghỉ. Giờ này người ta mới làm hả? Rồi tao có 1 giờ trưa nó cho nghỉ chứ. Người ta nghỉ 11 giờ rưỡi rồi, bây giờ 1 giờ là đầu giờ rồi. Ngon quá.